Bốn kiểu người sẽ hút hết năng lượng của bạn. Bạn nên hạn chế kết giao hay liên quan tới. Chúng sinh bình đẳng, người với người, sống là để yêu thương nhau. Nhưng có bốn loại người sau đây, bạn nên hạn chế tiếp xúc, bởi họ sẽ có thể hút hết năng lượng của bạn. Loại người thứ nhất, người hay oán giận, phẫn nộ. Người mà lúc nào cũng than thở và oán trách số phận, oán trách người khác. Nhìn gì cũng không thuận mắt, làm gì cũng không vừa ý. Người này sẽ luôn luôn gặp phải khủng hoảng, dễ dàng tức tối với mọi việc. Người này không nhìn thấy mặt tích cực và lạc quan của vấn đề, mà chỉ chăm chăm soi xét tới cái tiêu cực, cái xấu xa và những khổ đau xui rủi. Gần người này lâu, bạn sẽ dễ bị nhiễm năng lượng xấu, thói xấu và cách nhìn đời u ám của họ. Từ cái nhìn tiêu cực sẽ dẫn tới suy nghĩ tiêu cực, rồi thành hành động tiêu cực. Lộ trình này sẽ không quá xa đâu. Loại người thứ hai, loại người quá đề cao cái tôi. Phật dạy làm người phải tự chủ và có bản ngã, điều đó là tốt. Nhưng biến mình trở thành trung tâm của vũ trụ, lúc nào cũng tự phụ và đề cao bản thân, coi thường những người xung quanh thì không ổn chút nào. Bất luận đề cập đến vấn đề gì, họ cũng thao thao bất tuyệt, phô diễn năng lực bản thân, áp đảo người khác, tranh giành với người khác để nói. Tự tin khác với tự kiêu. Gần người tự tin, bạn sẽ cảm thấy được khích lệ và có thêm động lực. Ở gần người tự kiêu, ngược lại, bạn chỉ cảm thấy bản thân kém cỏi và nhỏ bé so với họ. Kẻ mạnh là kẻ biết nâng người khác lên bằng đôi vai của mình, chứ không phải là người dẫm đạp lên người khác để tiến lên. Loại người thứ ba, người có tính cách thâm hiểm. Kẻ nguy hiểm nhất không phải là kẻ ác, mà là kẻ có dã tâm. Người tính cách thâm hiểm luôn có tính toán trong lòng, luôn mưu đồ việc không đoan chính, tốt đẹp, là loại người không nên tiếp xúc. Vì sao? Vì nếu bạn ở gần họ, biết đâu bị hãm hại lúc nào không hay. Vì biết đâu họ lại lôi kéo, lừa lọc bạn vào những chuyện bất chính. Sông tuy sâu nhưng còn nhìn thấy đáy, lòng người tuy nông mà khó lường. Kiểu người thứ tư, giả vờ trợ giúp nhưng lại mưu hại người khác. Người giả tạo, ngụy quân tử chính là kiểu người không nên kết giao. Vì sự dối trá đội lốt chính nghĩa, kẻ thủ đoạn nhưng biểu hiện ra bên ngoài là sự lương thiện là kẻ nguy hiểm nhất. Cũng vì thế mà người dạng này ẩn nấp rất kỹ, khó có thể nhìn ra. Chúng ta rất khó có thể nhìn ra lòng dạ thật. Tuy nhiên, khi phát hiện ra rồi thì lập tức bạn cần phải tránh thật xa. Hãy sống thật tĩnh tâm và ngay thẳng, giản đơn, để kẻ xấu không thể lợi dụng và người tốt muốn kết giao, thì tự khắc bốn kiểu người trên sẽ không thể hiện diện trong cuộc sống của bạn. Đừng cật lực chỉ để có ngôi mộ đẹp. Cuộc sống là phải biết tận hưởng. Nếu như có thời gian, hãy ở bên con bạn thật nhiều. Dành số tiền tích góp tậu xe để mua tặng đôi giày cho cha mẹ. Đừng quá cật lực làm việc để đổi lấy một căn biệt thự hay những thứ xa hoa nào khác. Bởi chỉ cần được ở cạnh người mình yêu, cho dù ở một nơi nhỏ như vỏ ốc cũng cảm thấy ấm áp, yên bình. Có một nữ tiến sĩ 32 tuổi từ nước ngoài trở về. Trong nhật ký những tháng ngày ung thư của mình đã viết: sức khỏe thật sự rất quan trọng. Đứng trước ranh giới của sự sống và cái chết, bạn sẽ phát hiện
bất kỳ những lần tăng ca nào, gia tăng áp lực cho chính bản thân mình hay mua nhà lầu, xe hơi, tất cả những thứ đó bỗng trở nên thật phù phiếm biết bao. Nếu như có thời gian, hãy ở bên con bạn thật nhiều, dành số tiền tích góp để mua xe, để mua tặng đôi giày cho ba mẹ. Đừng quá cật lực làm việc để đổi lấy một căn biệt thự hay những thứ xa hoa nào khác. Bởi chỉ cần được ở cạnh người mình yêu, cho dù ở một nơi nhỏ như vỏ ốc cũng cảm thấy ấm áp, yên bình. Đoạn tâm sự tưởng như vô cùng bình thường ấy lại cảm động biết bao con người. Cô ấy đã dùng chính cuộc đời của mình để nhắc nhở chúng ta rằng nắm chắc lấy những thứ hiện tại, yêu thương bảo vệ cơ thể của chính mình, chú ý rèn luyện sức khỏe, đừng khiến cuộc sống tương lai của chính mình sống trong vũng lầy của sự hối tiếc. Giá trị của tiền bạc nằm ở cách sử dụng, vị ngon của cà phê cũng ngon ở nhiệt độ của chính nó. Chúng ta chẳng bao giờ dự đoán được trước tương lai. Nói không chừng một ngày nào đó bạn bỗng dưng rời khỏi thế giới này, để lại cuộc đời rất rất nhiều những việc dang dở, có đầy ắp các cơ hội lại chẳng kịp hoàn thành. Biện pháp duy nhất để điều đó không bao giờ xảy ra chính là sống trọn vẹn những ngày tháng đang sống, để mỗi phút giây trôi qua chẳng bao giờ mang tên tiếc nuối. Học cách trân trọng những năm tháng còn tồn tại trên cõi đời này, ăn những thứ mình thích ăn, làm những việc bản thân muốn làm, xem những thứ bản thân mình muốn biết, hưởng thụ hiện tại, để mỗi ngày trôi qua là một ngày đáng sống theo cách riêng của nó. Nhà văn Mạc Ngôn từng kể một câu chuyện. Vợ bạn học của ông sau khi mất đi, trong một lần ông ấy dọn dẹp lại những kỷ vật ngày xưa, chợt phát hiện ra chiếc khăn lụa tơ tằm. Chiếc khăn được mua trong cửa hàng cao cấp khi hai vợ chồng đi du lịch ở Mỹ. Đó là một chiếc khăn vô cùng thanh nhã, lịch sự. Bà ấy cực kỳ yêu thích nó, ngày thường chẳng nỡ lấy ra dùng. Người vợ ấy luôn tâm niệm để vào một dịp thật đặc biệt, bà ấy sẽ diện chiếc khăn đó. Thế nhưng đến cuối cùng, chiếc khăn ấy vẫn còn nguyên nhãn mác treo trên đó, người vợ ấy lại chưa choàng lấy một lần. Đừng để những thứ quý giá lưu giữ đến ngày đặc biệt mới dùng, bởi mỗi ngày bạn sống đều là một ngày đặc biệt. Đúng vậy, đừng bao giờ trong những ngày mưa mới biết trân trọng những hình ảnh của những ngày nắng, hay đến khi tóc đã điểm xương lại muốn sống lại những ngày thơ ấu. Đời người hữu hạn, có nhiều thứ chỉ khi chúng ta sắp mất đi rồi mới ý thức được nó quan trọng như thế nào. Bởi vậy, đừng bao giờ để thứ quý giá nhất lưu giữ đến tận cùng. Bởi đợi khi bạn có thời gian, có lẽ cũng chẳng có tâm trạng đi thực hiện. Đến lúc bạn có tâm trạng để làm, đột nhiên phát hiện ra tất cả đã quá muộn. Tôi đã đọc những dòng rất ý nghĩa sau đây trong một cuốn tiểu thuyết nào đó mà tôi đã quên mất. Mỗi ngày trong cuộc đời chúng ta đều là những ngày hữu hạn, chẳng có cách nào để có thể quay lại. Bởi vậy, đừng bao giờ để tuổi tác trở thành lý do khiến bản thân trở nên ngần ngại hay lười biếng. Chỉ cần nỗ lực hết sức mình, sống một cách trọn vẹn với cuộc sống này, bạn mới có thể nếm trọn hương vị của nó. Học cách yêu thương vô điều kiện với tất cả mọi người xung quanh mình. Bởi vì chúng ta đâu biết được ngày mai liệu chúng ta còn có thể được gặp họ hay không. Hãy sống trọn vẹn với những phút giây, cho dù ta chỉ còn một hơi thở. Hay giống như Nikolai Ostrovsky, nhà văn nổi tiếng của Liên Xô, từng nói: cái quý giá nhất của con người là sự sống.
đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí. Cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng, ti tiện và hèn đớn của mình. Để đến khi nhắm mắt xuôi tay, có thể nói rằng tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời.